Cũng trong ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can tại Điện lực Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Các bị can là ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Cao Phong, bị khởi tố về các tội giả mạo trong công tác và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vũ Tiến Dũng, kế toán và Vương Thị Linh Ngọc, thủ quỹ Điện lực Cao Phong cũng bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng trên đã làm giả tài liệu trong hồ sơ thi công công trình, gây thiệt hại trên 900 triệu đồng.